trên sân khấu là tranh sướng bạn ha. Ok. Ok. Vỗ tay quý vị. Đó quý vị, vỗ tay lớn lớn rồi Đăng Nguyên mới hát nữa nha. Thank you con. Is that for me? So sweet. Dễ thương không? Oh, I love it, so cute. Quý vị có biết không? Khi mà một em bé rất là thích những cái đồ chơi bong bóng như vậy, nhưng mà khi mà em bé đã tặng cho mình, có nghĩa là em bé rất là thương. Cảm ơn em rất là nhiều, quá dễ thương luôn. À, cái này là chắc Đăng Nguyên đem về để mà treo lên phòng ấy. À, sau đây là một bài hát mà bà nói là được nhiều người yêu mến nhất gần đây. Đó là một bài hát mà bà nói là hơn 151 triệu view rồi quý vị. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm. Nhạc phẩm này thì nói về như là Đăng Nguyên đó, như là Đăng Nguyên đang nhớ quý vị vậy đó. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lại Nhớ Người Yêu đó, tại vì quý vị là người yêu của Đăng Nguyên mà. Xin quý vị cho ban nhạc và người chỉnh âm thanh một tràng pháo tay thật lớn được quý vị. Thank you, sống lên nào. Thank you quý vị rất nhiều. Và xin lỗi quý vị là cái version này không phải của Đăng Nguyên nên làm cho Đăng Nguyên quên một số lời. Nhưng mà không sao vậy quý vị. Yeah. Tại vì Đăng Nguyên tưởng là Đăng Nguyên gửi cho ban nhạc là cái version của Đăng Nguyên ấy. Đánh một version khác thì Đăng Nguyên hơi bị gọi là không có quen và cũng nhưng mà rất là hay. Xin quý vị cho ban nhạc một tràng pháo tay thật lớn rồi quý vị. Thank you quý vị rất là nhiều. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị. Và bây giờ Phong lại làm tiếp tục cho One Man Band Anh Minh Nhật. Thưa quý vị, lại một lần nữa, lần mua hay nhờ tiếng trống vỗ, người hát hay nhờ tiếng pháo tay. Đối với người ca sĩ chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, hay là quý vị đi chăng nữa, hát một bài hát mà có tràng pháo tay, đó là hơn người ta cho tiền cho bạc quý vị. Vì đó là lấy tinh thần, tiền cũng thể mua tinh thần, nhưng mà cái tinh thần là mua bằng cái sự cổ vũ, phải không quý vị? Bây giờ mình làm thử một tràng pháo tay thử coi nó lớn cỡ nào để anh em nghệ sĩ trong kia ta mạnh lên đấy. Đề nghị Khanh xuống đi hát với chị đừng đánh trống nhỉ. Một tràng pháo tay thật lớn cho Quốc Khanh được không ạ? Ủa nhưng mà hôm nay là đâu phải là ngày Khanh hát mà Khanh có hát không ạ? Hôm nay là ngày Khanh có hát đó mà là Khanh tới chơi vậy Khanh. Một tràng pháo tay cho Quốc Khanh. Tính ra surprise chị. Ai ngờ đâu hại chị. Khổ lắm. Chị với em mình đã giúp em, giúp mình vẫn còn đã hại mình. Hôm nay là em qua đây lên chơi hả hay sao? Được đó, qua đây em hát chứ chơi gì. Em hát sao sáng vậy chị, hồi nãy giờ chị đâu thấy em hát đâu. Chị chuyên môn tới trễ sao chị thấy em hát được. Chị hát cuối, chị tới sớm làm gì? Chị ở nhà, chị phải gắn lông mi giả chứ em. Bây giờ á, là sẵn Khanh có trên sân khấu thì Minh Tuyết muốn mời Quốc Khanh ra đây hát với Minh Tuyết một bài, không biết là Khanh có ok không ạ? Dạ, cũng được chị, nhưng mà bây giờ em thì em với chị thì ít khi nào mà có cơ hội song ca với nhau lắm. Vậy nên bây giờ mình phải lựa bài nào mà hai người đều thuộc. Đúng rồi. Đúng không? Quý vị có muốn Quốc Khanh với Minh Tuyết hát song ca không ạ? Thử nha quý vị. Quý vị phải vỗ tay to lên chứ. Hầu như là đây là lần, có thể là lần thứ nhì thôi mà không biết lần thứ nhất mình hát cái gì. Thì Khanh hát với bà xã bài gì thì chị hát bài đó. Cỡ nào chị cũng đi làm được đó. Vậy hả? Ừ. Chưa bao giờ hát chung. Hát quá hay. Thôi mình hát nữa đi. Hát nữa đi ha. Em muốn cái gì chị chơi cái đó.
Được nữa quý vị. Thật sự là Tuyết với Quốc Khanh đó là quen nhau cũng rất là lâu rồi. Một cái định mệnh lúc mà bên Tuyết đi qua hát bên Florida thì Quốc Khanh là người trong ban nhạc. Trong ban tổ chức thì Quốc Khanh chở bên Tuyết ra ngoài sân bay. Thì trên đường Quốc Khanh chở Minh Tuyết thì Quốc Khanh có mở cho Minh Tuyết nghe cái đĩa Quốc Khanh hát, hát karaoke chơi ở nhà thôi. Thì Tuyết nói, ui em hát hay thế, sao mà em không đi thi tiếng hát này nọ để mà vô trung tâm mà làm thành ca sĩ. Thì Quốc Khanh nói là em cũng đang định để em học đại học xong. Và sau mười mấy năm qua thì ngày hôm nay Quốc Khanh đứng trên sân khấu, một cái tên mà không thể nào xa lạ hơn được với khán giả. Và ngoài cái vấn đề là Quốc Khanh thành công và khẳng định được cái bản thân, cái tên tuổi của mình, thì Quốc Khanh bây giờ cũng giàu lắm quý vị. Rất là thành công trong business à. Và có một bà xã rất là dễ thương, xinh đẹp, hiền lành, và hai đứa nhỏ thật là khấu khỉnh. Thật sự cái kỷ niệm của Khanh với chị Tuyết là những gì chị Tuyết đã kể. Một trong những người khuyến khích Quốc Khanh đi sâu vào với âm nhạc, với ca hát đó là chị Tuyết. Trong không phải là lâu lắm rồi chị ạ. Lúc đó em còn đi chơi nhạc 18 năm rồi đó, ít nhất. Cho nên là vì chị em nghe lời em bỏ học em theo hát đó. Ác chứ sợ. Nhưng mà cũng nhờ chị khuyến khích em mà hôm nay em đã được nằm trong vòng tay yêu thương của khán giả, phải không? Dạ, thank you chị. Bây giờ ha, ngẫu hứng hát bài nữa nha quý vị. Lâu lắm rồi Khanh không hát bài này nhưng mà chắc chị cũng nhớ. Bài gì? Đừng làm khó chị nha. Ok. Được không? Để em hỏi ban nhạc cái bài này thì chắc chắn là chị biết rồi. Có bài gì lạ hơn không? Có bài gì? Lạ đi, chứ không có bài này hát hoài à. Nhưng lạ hơn là bài gì? Em muốn hát bài gì? Đấy, bài này đi cho dễ thương ha. Ok bây giờ rồi, mình cũng không suy nghĩ gì được nhiều. Rồi hình như là nếu mà đoán không làm hình như là rê, không phải rê. Rê. Lấy cái rê dùm. Rồi lấy cho em cái... Mà giờ muốn hát sung sung hay là hát cái... Chậm chứ đi rồi sung sung. Chậm chứ rồi, dạ. Rê thử. Cho em cái rổ đi anh. Hình như phải rê bét, rê cầm. Vậy xuống đi, đổ. Hoặc là rê dán cũng được. Rê dán đi chậm đi. Xuống thấp quá. Dán gì vậy mà khó quên. Rồi đô đi, chậm. Rồi, thử nha quý vị. Đây là một bài hát mà Khanh rất thích chị Tuyết hát. Hồi xưa là chị hát với anh Tiến, anh Lâm Việt Tiến. Thì hôm nay em liều mạng em hát với chị. Dạ, anh nào quên ra quên xa quý xa vậy. Em cầm phối đường quý vị. Cầm phối đồng lời chút ha. Dạ. Chúng thôi như đang nguyền để ớ luôn. Hồi nãy ngồi ở trong nghe đang nguyên ớ mà nó cũng cái gì vậy ta? Sao kỳ vậy? Thôi, hôm nay hát bài này với chị nha. Chắc nãy đang nguyên ăn nha. Chị em mình có nên thâu mấy bài bỏ YouTube không ta? Chắc phải vậy quá. Đưa ca sĩ Minh Tuyết quý vị. Nóng ca sĩ Quốc Khanh. Hết giờ rồi Phúc nha. À, đúng rồi. Hả? Dạ. Tới em hả? Ồ tới Quốc Khanh hát quý vị ơi. Ủa nhà thờ chưa đóng cửa hả? Vâng à, và bây giờ thì xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Khanh. Thank you, cho chị Tuyết một tràng pháo tay quý vị. Thank you. Wow, didn't expect that. Khanh với chị Tuyết thì lâu lâu mới có cơ hội đứng chung sân khấu với nhau. Hôm nay là một cái sự bất ngờ mà nếu mà có gì sơ sót cái việc bỏ qua giùm ha. Dạ. Tâm thì rất là ít hát nhạc dân ca nhưng mà hôm nay sẽ tập hát bài này để tặng quý vị. Mời quý vị. Má ơi, gần nhà con
đã mời gì đến không? Bây giờ thì mình có hỏi gì đi, hỏi gì đây? Quý vị ơi, bây giờ một lần nữa nha quý vị. Nghe sợ, mình sợ cuộc đời á. Bây giờ thì đang lo, tụi vì đang thích cái nhớ lời bài hát. Sao biết vậy trời? Sao xong con Tâm biết đang lo vậy? Tại vì Tâm biết là lâu lắm rồi đang không hát với Tâm. Cho nên những bài song ca chắc là đang không có nhớ đâu. Cũng phải là 2 năm rồi chưa đánh chung. Đúng rồi. Bây giờ quý vị ơi, tụi em có 2 bài. Quý vị chọn tiếp nha, chọn giùm Đa Nguyên nha. Bài Nếu Chúng Mình Cách Trở và Sầu Tiếng Thiệp Hồng. Quý vị thích hay em nào ạ? Sầu Tiếng Thiệp Hồng. Rồi, Sầu Tiếng Thiệp Hồng hết. Quý vị chỉ thích sầu thôi. Dạ, Băng Nhạc ơi, xin cho tụi em lời thứ nha. Nữ sĩ Băng Tâm ơi. Dạ, bây giờ Tâm xin cảm ơn các bạn, nam ca sĩ Đa Nguyên. Cảm ơn con rất là nhiều, thật nghiệp quá. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mình Tuyết xin gửi lời chào từ đây đến các cô chú, anh chị và các bạn thân mến ạ. Cả nhà khỏe không ạ? Khỏe mà vỗ tay yếu quá à. Cho em vỗ tay lớn thêm tí xíu nữa được không ạ? Ủa chứ cha ở đâu làm tiếng vỗ tay vậy? Vâng ạ, mình Tuyết xin gửi lời chào thân ái đến các cô chú, anh chị và các bạn. Có mặt trong ngày hôm nay rất là vui khi được trở lại nhà thờ và cộng đồng để mà hát cho phục vụ cho tất cả quý vị. Và để không mất thời gian của tất cả mọi người, cho phép mình Tuyết giới thiệu bài hát đầu tiên luôn nha. Dạ. Ok, ok. Casino mà nó biết rồi, chỉ dở mà người đó này. Mình cách rạp, nó cách luôn. Mình cách rạp, nên đi coi bất lợi luôn. Nhưng mà chỉ dở cho nó, cái dịch này nó ít. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe một bài hát rất là nổi tiếng. Bài hát được mang tên Anh Muốn Em Sống Sao. Xin mời quý vị cùng lắng nghe sau đây ạ. Xin mời quý vị rất nhiều. No, 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 cho em Becky, cho em Becky. Thank you, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ, và bây giờ mọi người muốn nghe nhạc sung hay là nhạc buồn à, hay là nhạc yêu cầu à? Hả? Nhạc vui hả? Giật hả? Ok. Rất là nổi tiếng của Minh Tuyết. Và lúc đầu Minh Tuyết sẽ hát chậm và sau đó sẽ hát giật cho mọi người nha, được không ạ? Nhưng mà em hát giật mọi người hát theo và vỗ tay theo được không ạ? Ok. Thank you. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Nếu quý vị có yêu cầu về hát gì thì quý vị la to lên nhé. Hoặc là lên đây nói cho Minh Tuyết biết để mà Minh Tuyết có thể gửi đến quý vị bài hát được quý vị yêu cầu. Và bây giờ thì liên tục chương trình cho phép Minh Tuyết gửi đến quý vị một bài hát mới được không ạ? Có ai muốn nghe bài hát mới không ạ? Hay là yêu cầu à? Hay là nhạc yêu cầu à? Dạ? Mới hả? Ok, mới. Vâng ạ, và bây giờ thì một bài hát gần đây mà quý vị rất là yêu thích và dành rất là nhiều tình cảm cho bài hát này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.